còn được nữa đúng không? Thôi cuộc sống mà đôi khi mình đen phải chịu thôi. Đúng rồi, không sao. Chứ phải là mình không trả lời được. Mình cũng cố gắng nỗ lực cố gắng lắm rồi. Đúng rồi. Thôi Nhật Đức Khuê hát bài cho nó vui đi. Kiếm cái bài nào nó hát cho nó sung sung cho mình sung lên coi. Nãy mình mua đen quá. Đen quá. Anh xem trăng cung chợt lẻ loi thẫn thờ, biển vẫn thấy mình dài rộng thế, xa cánh buồm một chút đã cô đơn. Gió âm thầm không nói mà sao núi phai mòn, em đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim. Sóng có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến, dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì ai. Hay quá. Tuyệt vời, 22.300.000 đồng là hiện nay số tiền anh đang có được. Và chúng ta sẽ tiếp tục với vòng 4, vì bạn xứng đáng. Vì bạn xứng đáng. Vòng 4, mệnh giá là 25 triệu đồng. Câu hỏi như sau. Ai? Ai? Gửi gì đây? Đừng vấn nước ngoài. Nhà văn Đương Đại. Đương Đại. À, nhiều lắm. Đương Đại cũng nhiều lắm. Chúng ta có 9 gửi, còn lại phải mua. Thấp nhất 100 ngàn, cao nhất là 7.500.000. Mình sẽ... chọn bất kỳ số nào anh? Chọn số 4. Mở số 4. 100. 100. Rẻ rẻ thôi, lúc nãy nó trả giá hơi cao rồi. Ôi, cũng được. Đấy. Tốt rồi, tốt rồi. Có khi phải át máy tí, nó may ra thì... 500 nghìn, mua được gì? Mở. Nhà văn Đương Đại. 1946. Sau 45. Vẫn rất là rộng. Đúng rồi. Nhà văn Đương Đại rất là nhiều. Số này không nói là gì. Đúng khác. Rồi, số này phải thêm tiếp. Cho một gợi ý nữa. Mà mua với cái số là hy vọng là số nó nhỏ nhỏ. Số 5. Mở số 5. 46 là cái... Có thể là cái giai đoạn đấy. Chứ không phải là sinh năm. Đúng rồi. Có thể sinh năm, có thể giai đoạn. Mình chưa biết, mình đoán gì thôi. Đúng rồi. Mệnh giá số 5 là... 1. Ôi chào ơi, sao nhiều thế? Đúng là đen. Đen. Hôm nay anh trả lời rất được nhưng mà mua rất xấu. Đây, không biết là cái đấy là may rủi đúng không? May rủi thôi. Hay là do ăn ở? Không, mình cũng không, ăn ở cũng có đến nỗi đó. 4.4 triệu mua được gì? Tác phẩm thì quá đơn giản. Viết kịch bản, phim và sân khấu. Trời. Đúng mình luôn rồi. Không. Có nghĩa là đây Việt đã Nam. Có phim. Phim và sân khấu. Sân khấu thì cũng nhiều này, phim. Thí dụ một vài tác giả nào. Anh Lưu Quang Vũ cũng là một này. Sân Lưu khấu, Vũ. Nhà thơ này. Sân khấu, phim thì không phải loại trừ này. Rồi, tác giả nào anh kể một số tác giả của kịch bản mình hay đóng đi. Sân khấu anh Chu Lai. Sân khấu phim luôn. Chu Lai có này. Nhà văn Chu Lai là. Chu Lai cũng có phim này. Nhưng mà cũng nhà văn Đương Đại nhá. Đương Đại. Sinh năm 46. Đương Đại đó, Đương Đại là thời mình đương đương sống đó. Rồi. Thời thôi nhưng mà rất là rộng. Có lẽ là phải mua thêm thôi. Mua đi anh. Cho nó chắc ăn. Số mấy? Nhưng mà nếu mà không mua mà trả lời thì có nghĩa là mình trả lời được gì đâu, mình có gì đâu trả lời. Nếu liều. Anh muốn trả lời gì? liều. Ví dụ là may rủi ấy. Mua. Thôi chắc chắn phải mua. Chưa có gì để trả lời chứ. Mua đi anh. Mua nhá. Dạ. Con thêm một số 7. Mở số 7. Thì cũng liều lắm. Cũng liều đấy. Đó, chưa được đâu. Chưa phải. Mình còn tới 20 triệu 100 nghìn là chốt. Nhiều nhà văn lắm. Nhiều dạ. Nhà văn viết cả kịch bản phim lẫn sân khấu. Mà giá số 7 là Nguyễn Huy Thiệp cũng ít thôi, ít tiền thôi. Trời 5 triệu, chào ơi, toàn cứ dần dần cao dần. Quê ơi là quê, đen thật luôn đấy. 5 triệu mua được gì? Mình định dạng ra tác giả này ngay. Tóc xoăn Chu Lai, đúng rồi, Chu Lai cũng ấy. Nhưng mà bác Nguyễn Khắc Phục cũng đúng rồi, phim. Khắc Phục cũng tóc phim cũng xoăn. Nhưng mà tóc bác Khắc Phục có xoăn không? Tóc cũng xoăn. Chứ em nhớ em chưa bạc.
Hôm trước em ngồi uống cà phê với anh Chu Lai là tóc rất là xoăn. Đúng rồi, tóc xoăn dữ lắm luôn. Chu Lai là mình người Hà Nội nè, em người Hà Nội này, sân khấu là đúng rồi, sân khấu rất nhiều tác phẩm luôn. Nhiều tác phẩm. Nhưng mà bác khắc phục thì là mất rồi. Khắc phục mất rồi. Bác khắc phục vừa viết sân khấu rất nhiều là mình. Viết sân khấu nhiều lắm luôn. Đúng rồi. Em nói là bác khắc phục đấy. Phim cũng nhiều. Phim cũng nhiều, nhưng mà sân phim thì nghiêng về anh Chu Lai. Mình cũng đoán là Chu Lai và năm 46 kia thì là thấy không, anh chơi Chu Lai biết à, không, mình anh ấy là ở hội đấy, anh cũng là ở hội sân khấu thôi chứ chắc chắn là mua thêm tí nữa cho cho chắc rồi cho mua đi, bởi vì là lại chọn số nào cao nhất, 9 à? Số 9 cao nhất đấy, chọn luôn số 9 để mở số 9 luôn, số nào cũng to chứ là không ra số nhỏ nhỉ. 100 thôi. Đúng rồi. Đấy. À. May mắn là trở may về mắn, rồi. Đúng rồi. Chúng ta xem gợi ý. 100.000 mua được gì? Đi lính là Chu Lai đúng không? Đúng rồi. Trời. Chắc chắn là anh Chu Lai. Không ai khác cả. Chắc chắn là anh Chu Lai. Bởi Chu vì Lai. Sân khấu anh cũng viết kịch bản và mình cũng đã tham gia. Nói về Chu Lai. Bởi vì chủ đề người lính và chiến tranh. Đúng bởi rồi. Vì em hồi đó em đóng phim Người Hà Nội của anh Chu Lai. Chu Lai viết về người lính ở trên phố Lý Nam Đế đó. Phố Nhà Binh, phố mình, Lý Nam Đế. Mình đọc cái tác phẩm đó của anh và từ hồi đi học ấy là nhớ nhất một nhân vật là cái anh mà suốt ngày nhai mía để sống. Là em đấy. Đó, Quyền Linh. Lãm người Hà Nội rồi. Đây. Đó. Chào anh nhá. Mà anh chỉ nhai mía để anh sống mà Quyền Linh có nhai mía để sống em không? Nhai ăn tôi nói xong cái phim đó em lên 8 cân ăn mía không mà lên thế đấy nhiều gluco đấy. Đúng rồi, Chu Lai đi anh, mình sẽ chốt dạ. Đó là anh một nhà văn Chu Lai, đúng rồi, người Hà Nội à. Đấy, tóc xoăn chút, tóc xoăn đúng rồi. 3, 2, 1 chốt. Mở đáp án. Đây. Chắc chắn Chu Lai họ Chu tên Lai. Tên Lai họ Chu. Tên Lai họ Chu anh ơi. Đấy. Yeah. Chứ tại sao chị nghĩ còn lại nè rồi đấy rồi. Lãm Quyền Linh người Hà Nội. Xin đúng chào anh Lam. Xin chào nhân vật Lãm. Tiểu thuyết Ăn Mày Dĩ Vãng rất nổi tiếng, đại tá Chu Lai, chiến sĩ đặc công. Tiểu thuyết Mưa Đỏ toàn là cái gì của anh Chu Lai hết trơn á. Ăn Mày Dĩ Vãng mà, đúng rồi. Tiểu thuyết này mình rất nhớ. Thôi chúc mừng anh, bây giờ mình cộng số tiền có bao nhiêu thôi. Chắc là cao đấy nhỉ. Đấy. Nhưng mà mua cũng nhiều. Mua hơi nhiều quá. Mua hơi sông xanh quá. Không hiểu là không hiểu là đen thế. Tính mình keyboard lắm chứ. Mà sao là 22.300.000 đồng là kết quả của 3 vòng chơi trước. Cộng với vòng 4, anh Đức Khuê có số tiền là 37.300.000 đồng. Xin chúc mừng anh với đáp án là nhà văn Chu Lai. Thì anh lại tiếp tục giành được một con số may mắn là con số 7. Như Vân vẫn nhớ là ở vòng thi đầu tiên thì anh được hơn 7 triệu này. Và bây giờ là đến vòng thi thứ 4 rồi thì anh đang có số tiền là hơn 37 triệu. Một số tiền rất là lớn đúng không ạ? Và hy vọng là anh sẽ tiếp tục giữ được phong độ cho đến vòng thi cuối cùng. Vì chúng ta vẫn đang có 30 triệu chờ đợi anh. Và tất cả mọi người ở đây thì sẽ đặt hết niềm tin vào anh. Và cùng đợi thêm chắc là chỉ, Vân nghĩ chỉ khoảng 5 phút nữa thôi là chúng ta sẽ có kết quả cuối cùng. Và chúng ta sẽ biết số tiền cuối cùng anh giành được là bao nhiêu. Chúc anh may mắn ở vòng thi này ạ. Mình còn một vòng nữa. Vòng cuối cùng là 30 triệu. Ôi trời ơi, hồi hộp cả. Hy vọng là sẽ một câu hỏi dễ thôi. Và đấy. mua cũng phải may mắn là ít ít tiền thôi. Tiền thôi. Máy này chơi kỳ quá. Thật. Anh đâu phải là chiều mà nhuộm anh đến tim. Sống có nghĩa gì đâu nếu chiều nay em chẳng đến. Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em. Chúng tôi hợp nhau lắm. Hay quá, giai điệu ngọt ngào đó, niềm vui đó sẽ đọng lại với anh Đức Khuê trong ngày hôm nay. Và số tiền mua nhiều cũng đọng lại với anh trong ngày hôm nay. Chúng ta đến với vòng 5, vòng cuối cùng của Vì Bạn Xứng Đáng.
Còn 5 mệnh giá là 30 triệu đồng. Câu hỏi bắt đầu. Căng nhà. Đấy. 30 triệu đồng. Hồi hộp đây. Gì đây? Ba câu hỏi. Hỏi. Gợi ý. Sao rộng thế? Công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc. Chùa Một Cột. Hoàng thành Thăng Long. Nhưng mà đấy là trong Dinh nước. Dinh Độc Lập. Đấy là trong nước, còn nước ngoài. Thì mình tính trước đi anh. Tí tỉ. Chúng ta xem chính gợi ý. Mình phải mua với giá trị khác nhau. Thấp nhất là 150.000 đồng và cao nhất là 9 triệu anh Huê nha. Anh Huê nhớ là 9 triệu nha. Đừng mua nhầm nó. Chúng ta chọn ngay bất kỳ con số nào mà Đức Huê. Số mấy anh? Thế giờ Quyền Linh có biết là trong cái số kia là cái số nào 9 triệu không? Em không thể biết được. Để loại trừ. Mình không thể, bởi vì nó cái máy anh biết không? Nó cứ chạy như thế này nè. Đâu là đâu có chỗ đó đó. Thôi mình lại may mắn thôi, hy vọng là sẽ may mắn mình có một cái số tiền nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà số mấy? Số 6 đi. Số 6 mở. Số 6 ơi. Rất thích số 6. Đức Huê buồn lòng nhá. Đúng rồi, rất thích số 6. Số trong 6. Nước hay là ngoài nước đây? Cho nó rõ đi. Thấp món giá ít thôi, ít thôi. 150, 150. 600. Ồ, cũng được. Có không sao. Thế là cũng rẻ rồi, biết sau đi chợ rồi. Sau cơn mưa trời lại sáng. Nào, 600 ngàn mua được gì? Mở. Bí ẩn. Trời, bí ẩn thì rất lăng mộ cũng bí ẩn. Đúng rồi, cũng bàn tay con người. Cũng bàn tay con người. Nhưng mà rất, mà rất là rộng, mà trong nước hay là ngoài nước. Đúng rồi. Mua tiếp thôi. Xin mua một số nữa, đó là số 3. Mở số 3. Mệnh giá số 3 là 5. Xin cảm ơn. Hay quá anh Đức Huê. Xin cảm ơn. 150 mua được gì? Mở luôn. Có ở nhiều nơi. Chà, có ở nhiều nơi lắm anh. Có ở nhiều nơi? Dạ. Sao lại có di chuyển hay là nhân? Tức là nhân tạo. Nhân tạo. Tại vì công trình kiến trúc tức là người ta làm ở nhiều nơi. Nhân tạo là con người làm nên này. Ừ. Bí ẩn tức là một cái ngôi mộ hay là Ai Cập gì đấy. Đúng rồi. Có ở nhiều nơi. Hay. Thì có thể là nhân, người ta nhân những cái mô hình địa đạo, có coi là địa đạo Củ Chi cũng là một có nhiều nơi. Cũng thôi chắc chắn phải mua thêm. Mua thêm nha. Mua thêm. Số mấy? Là số 1 tiếp. Mở số 1. Tức là mình cứ phân tích hết đi. Đúng rồi. Rồi coi cái nào mà nó hợp lý là mình chốt. Chính xác. Còn giá số 1 là 300. Ôi trời ơi. Em dã man thế. Trời ơi anh Đức Huê ơi. Đức mua câu mà mọi người ý nhỏ thôi mà. Trời ơi. Cho trừ nghiến của người là 9 triệu. Ôi trời ơi. Thôi không sao. Chắc cho nó qua đi. Ừ, cho qua. Nói buồn rồi. Nói sẽ buồn. Trôi qua. Đúng rồi. Đến cuối đường hầm sẽ là ánh sáng. Ánh sáng. Nào. Chính xác. Xem gợi ý luôn. Gợi ý đi. Ừ, xem 9 triệu cái mặt tím này luôn á. Kỳ quan thế giới rồi. Rất nhiều. Kỳ quan thế trời giới. Ôi, kỳ quan thế giới rất nhiều. Chà. Máy nhá, xin trình bày với máy là kỳ quan thế giới cũng không? Rất nhiều nơi có. Bây giờ ví dụ các công viên kỳ quan thế giới. Đúng rồi. Ở những thành phố du lịch bây giờ là người ta làm các cái những kỳ quan thế giới một thu nhỏ. Đó, để vào một khu. Thêm một số đi anh. Thôi, chắc chắn là phải thêm thôi. Xin cảm ơn. Chúng ta không có gì mất nữa. Phải mua thêm bởi vì nó rất nhiều, phạm vi rất rộng. Đúng rồi. Xin chọn số 4. Mở số 4. Kỳ quan thế giới. Châu Âu, châu Mỹ, châu Phi. Mệnh giá số 4 là châu Mỹ. 300. Trời. Wow. 4 triệu rưỡi, mua được gì? Mở luôn đi. Mỗi nơi một kiểu. Gạch đá. Gạch hay đá. Là tháp nhà thờ. Nhà thờ. Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ Đức Bà. Nhà thờ có nằm ở kỳ quan thế giới không? Kỳ quan thế giới. Em nhớ có một cái kỳ quan thế giới nằm ở Ấn Độ đó anh. Là chùa, là nơi gì đấy? Thôi chắc phải mua thêm thôi. Hay là mua thêm thôi. Rất khó.
chọn số 5. Và đánh giá số 5 là rẻ thôi. Toàn số tiền cao cả. Nhưng mà nó đỡ hơn là hai con số dưới. Hai. Mà hy vọng là cái này là cái chốt nha. Hy vọng nó là như thế. Chúng ta còn 12.750.000 đồng. Không chốt thì mình mua cái nữa là 6 triệu là hết luôn. Mình nhớ là các cái vòng trước là đến cái câu hỏi này là có thể là đã đúng ra rồi. Đến nơi rồi. Ừ. Nhưng mà bây giờ là phải thêm một dữ kiện. 3 triệu mua được gì? Mở lăng mộ. Mình đã nói đến Ai Cập điều này rồi. Mộ cổ Ai Cập là một nơi có kỳ quan thế giới. Bằng gạch đá người ta bây giờ người ta vẫn chưa tìm, chưa giải thích được là tại sao vận chuyển từ biển hay bằng con lăn hay là những cái gì mà thời đó mà xếp lên như nào. Tháp kim tự tháp, không sai đâu. Nào, anh nói điều gì? Đó là kim tự tháp. 3, Ai Cập. 2, 1. Chốt. Kim tự tháp. Chúng ta xem đáp án. Đúng đi. Đúng rồi. Sẽ không sai. Đúng đi, đúng đi. Không sai rồi. Hồi nãy mình đã nhắc đến tháp ở Ai Cập. Tháp cổ. À, ừ. Tháp một. Mình nhắc đến Ai Cập mà mình không chốt được. Phí quá. Kim tự tháp. Kim tự tháp. Rồi, yeah. Chúc mừng anh. Như vậy là ta có đáp án đúng. Những gợi ý còn lại. Hình chóp. Đúng rồi. Kheo, địa điểm cúng tế Ai Cập. Rồi, Ai Cập. Rồi, đây là những cái dữ liệu rất là quen thuộc với kim tự tháp. Mình xem tổng số tiền anh có được là bao nhiêu. Em chỉ quan tâm điều đó thôi. Đúng rồi. Dạ. Kết thúc vòng 4, anh có 37.300.000 đồng. Còn với vòng 5, anh Đức Khuê có số tiền là 50.000 đồng. Cũng đầu được năm, nhỉ? Đầu năm rồi. Cũng được nhỉ? Quá được. Số được, điểm thế nào hả Linh? Được đấy. Được đấy. À được cái gì? Được đấy. Thì... Nếu mà anh không đen mà anh mua ít tiền nữa thì nó còn được